Sau thời gian tích cực điều tra, công an thành phố Long Khánh Đồng Nai đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Lương Công Duy, 32 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai, tội trộm cắp tài sản. Biết tiệm điện thoại Phú Apple ở phường Xuân Tân, thành phố Long Khánh không có người trông coi, nên Duy dùng kéo cắt tôn rồi đột nhập vào bên trong lấy trộm 16 điện thoại di động các loại, một chiếc laptop và số tiền cạc điện thoại trị giá 2 triệu đồng tổng giá trị tài sản khoảng 70 triệu đồng rồi tẩu thoát về thành phố Biên Hòa, bán cho các đối tượng khác để lấy tiền chơi game bắn cá nhưng đã bị bắt sau đó.